Theo xin thông tin với các bạn về việc Đại sứ quán Đức tại Hà Nội Bắc Kinh dừng cấp visa cho du học sinh Việt. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2017, trên trang web chính thức Đại sứ quán Đức tại Hà Nội ra thông báo bác bỏ tin đồn Đức dừng cấp visa cho du học sinh Việt. Theo thông báo của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, hiện nay các cơ quan đại diện ngoại giao của Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam nhận được rất nhiều các câu hỏi liên quan đến thông tin được lan truyền trên mạng xã hội đề cập việc Đức ngừng cấp thị thực cho các đoàn doanh nghiệp, các đoàn chính phủ và sinh viên Việt Nam. Đại sứ quán nêu rõ, các cơ quan đại diện ngoại giao của Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam khẳng định các thông tin này hoàn toàn không đúng với sự thật. Hiện tại, do nhu cầu đăng ký lịch hẹn rất cao nên thời gian chờ đợi đối với các mục đích nộp hồ sơ có thể kéo dài hàng tuần. Vì vậy, đề nghị quý vị lên kế hoạch sớm cho chuyến đi của mình và đặt lịch hẹn kịp thời thông qua Đại sứ quán Đức hoặc Tổng lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo cho biết thêm, nguồn tại Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Thưa các bạn, trong tuần qua thì chúng ta cũng còn rất nhiều các hoạt động liên quan đến giáo hội Công giáo. Và đây, xin giới thiệu với các bạn một số hoạt động của giáo hội Công giáo được cho là tác quái đối với Việt Nam. Thưa các bạn, chưa thôi việc Linh Mục Đoàn Giáo hạt Đông Tháp tiến hành thánh